độc hại ơi, nay nay các vị phải chim đọa lạc trong loài thu chim bay cá rồi, không còn được luận nhân quả, con người phải trả rồi trả lại mạng sống cho người. Nay có gia đình đệ tử hạ minh phương pháp danh minh đủ thời thì chính mình cùng đệ tử phạm thì thu ba phát nguyện chuộc mạng cho tất cả chư vị. Nay đôi trước mười phương tam bảo xin thay lời văn cho các vị nương nhờ quý tam bảo thêm xả thành thức này. Được làm con người tiên tu đạo giải thoát, làm lợi ích cho đời cùng Phật Pháp. Nguyện các vị hãy lắng lòng nghe. Kinh lạy mười phương Phật, kinh lạy mười